Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin: Lương Thế Thành bị nghi đá xéo vụ Phi Nhung Hồ Văn Cường. Lương Thế Thành bị nghi đá xéo vụ Phi Nhung Hồ Văn Cường khi mà nói về hai mặt của đồng tiền. Trước nghi vấn này thì nam diễn viên đã đăng status thanh minh. Chiều ngày 11 tháng 10, ekip của cố ca sĩ Phi Nhung đã thông báo Hồ Văn Cường đã nhận tiền cachê cùng 500 triệu Phi Nhung từng hứa tặng thêm. Không biết trùng hợp hay cố ý, Lương Thế Thành đã đăng status nói về hai mặt của đồng tiền. Đồng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, nhưng nó cũng dễ dàng là tha hóa con người nhạt. Tiền, ông xã của Thúy Diễm đã viết trên trang cá nhân. Status đầy ẩn ý của Lương Thế Thành đã bị nghi đá xéo vụ Phi Nhung Hồ Văn Cường. Khi mà nhận ra chia sẻ gây tranh cãi, nam diễn viên đã xóa status. Mọi người hiểu sai ý tôi nên hơi nhạy cảm, nếu để sẽ không hay trong lúc này, xin lỗi mọi người về sự sơ suất này, anh nói. Lời xin lỗi của Lương Thế Thành vẫn không thể dập tắt được những ý kiến trái chiều. Vì vậy, nam diễn viên viết status khá dài để thanh minh. Theo Lương Thế Thành, anh đăng status vì bức xúc người quen mượn tiền không trả còn đi nói xấu anh. Nam diễn viên bày tỏ, trước hết cho Thành xin lỗi tất cả mọi người về sự cố status hồi chiều của Thành. Thật sự Thành không có ý nói đến chuyện của chị Nhung và Hồ Văn Cường, vì thật sự chuyện đó Thành không rảnh, chỉ thấy lướt qua nên không biết ai đúng ai sai. Dù cho ai đúng sai thì Thành cũng không có quyền phê phán. Huống chi từ đó giờ Thành không có xen vào chuyện của người khác. Mọi người mới mất và một em nhỏ mới lớn, cả hai đều là đồng nghiệp của Thành, nên Thành không cho phép mình phê phán ai hết. Thành cũng không có quyền phê phán ai, vì mình đâu là gì đâu mà phê phán người ta, huống chi là đồng nghiệp. Chuyện đó bên chị Nhung và bên Hồ Văn Cường cũng đã giải quyết xong thì Thành chen vô để làm gì? Chuyện status đó là Thành nói chuyện cá nhân của mình, vì trang Facebook cá nhân Thành chỉ nói những chuyện gia đình, công việc chứ chưa hề phê phán ai bao giờ. Người quen mượn tiền không trả có nên nói xấu mình nên Thành đã tức mới đăng Facebook, và Thành cũng tế nhị là không nêu tên người đó ra nên mới có sự hiểu lầm này. Lương Thế Thành nhận sai và hứa sẽ rút kinh nghiệm vì status nhạy cảm, anh cho hay. Cái sai của Thành là Thành không để ý tới lúc đang nhạy cảm chuyện của chị Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường, và tính Thành từ xưa giờ ai vào bình luận trong status của Thành, Thành đều nhấn nút thích. Cho tới khi mọi người vào bình luận status của Thành là nói tới chuyện chị Nhung và Hồ Văn Cường nên Thành mới nhận ra và xóa ngay status đó. Vì Thành biết nó không thích hợp trong thời điểm này, rất nhạy cảm. Thành mong mọi người hiểu, và Thành không phải là Thành có ý như mọi người hiểu. Thành cũng làm cha nên Thành biết cảm xúc của người cha, làm mẹ và con cái khi bị ai chỉ trích, phê phán sẽ như thế nào. Thành chưa bao giờ lên án hay phê phán những người không làm hại hay tổn thương về mình. Họ không làm gì tới mình thì hà cớ gì mình nói xấu họ. Một lần nữa cho Thành đính chính, status hồi chiều không hề liên quan tới chuyện chị Nhung và em Hồ Văn Cường. Mong tất cả mọi người đừng quá nhạy cảm với Thành. Xin cho Thành xin lỗi về sự cố này, và Thành sẽ rút kinh nghiệm để không xảy ra tình trạng này nữa. Cảm ơn cả nhà nhiều, Thành thật sự xin lỗi mọi người. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.